Thưa quý vị, hàng năm tại đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sẽ không thể thiếu các gian hàng của các họ đạo từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia trưng bày lễ phẩm trong tòa thánh. Các nghệ nhân ở họ đạo thành phố Tây Ninh cũng vậy, họ đang tất bật chuẩn bị các lễ phẩm cho đại lễ lần này. Để chuẩn bị cho đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, các họ đạo, chị em nữ phái cùng các nghệ nhân đều ra sức trổ tài sáng tạo, làm những phẩm vật từ trái cây. Những lễ phẩm được trình bày công phu, đẹp mắt nhằm thể hiện tình cảm tôn kính của các tín đồ đạo Cao Đài dâng lên Đức Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương. Từ những vật liệu chủ yếu là hoa và trái cây, nhưng qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã tạo thành những tác phẩm vô cùng đẹp mắt, rực rỡ và sống động. Một tác phẩm tạo hình trái cây, các nghệ nhân phải mất từ 2 đến 3 ngày. Với những phẩm vật cầu kỳ, sinh động hơn, có thể chuyển động thì phải mất hơn một tuần mới có thể hoàn thành. Lễ Hội Yến khi mà lăn mạ ở đường hay sao cái cổ tiên Phật Mẫu đi Kim Non thì thấy Kim Non cũng như thấy Phật Mẫu, còn ở sau mới là Tứ Linh. Tứ Linh nó diễn hành ở sau, mình tưởng cũng như là cái đoàn đang đi diễn hành. Là mình đem vô cái mô hình là lễ Hội Yến gì đó. Ở đây năm nay nó có cũng có vài cái khác là mình có xài bằng những hạt đậu rồi hạt cẩm lai để cho nó lạ lạ vậy đó. Cho mỗi năm mỗi khác, cho cái người đi xem người ta có cái ta lạ hơn, nó vô lễ Yến nó cũng có mới mới chút. Cái đầu là những cái con rồng với con lân, đó là phức tạp nhất. Cái thì con mình đã là coi như làm những cái mô hình trước, làm xong rồi là gần tới ngày Hội Yến thì mới nhờ những bà con công quả kẻ ít lòng nhiều là con tập trung vào đây là con đôn những bông hoa trái cây. Cái đầu là coi như làm là nó nặng gấp mấy lần cho mình, là làm cái thời gian nó kéo dài nó lâu. Để tác phẩm bắt mắt, độc đáo và có sự đổi mới qua từng năm đều nhờ vào sự phối hợp của các vật liệu. Qua đó, các nghệ nhân của họ đạo thành phố Tây Ninh đã lựa chọn và kết hợp hài hòa giữa những loại hoa quả với nhau, từ màu sắc cho đến hình dáng. Đối với các tín đồ, đây là cơ hội để giúp sức tạo phúc đức, nên ai cũng vui vẻ, nhiệt tình tham gia. Ngày mai là mình chở vô trong Báo Ân Từ rồi. Nó là bắt đầu chiều 14 là tụi mình trực ở trỏng rồi. Nói chung là làm đẹp được mừng dữ lắm. Họ đạo của mình thì năm nào cũng thấy cũng tương đối. Nhưng mà mỗi năm thì mỗi khác. Như năm nay cũng làm y vậy, nhưng mà nghệ thuật của mấy nghệ nhân này nè làm càng ngày càng hay lên. Không chỉ các nghệ nhân chuẩn bị các lễ phẩm, mà Hội Thánh cũng đang tất bật sửa sang lại các con đường, trang trí cây cảnh, trang hoàng cờ phướng, đèn hoa khắp các cổng. Xung quanh Báo Ân Từ, nơi thờ tự chính của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, các gian hàng triển lãm dành cho ban đại diện và các họ đạo Cao Đài từ khắp mọi miền đất nước cũng đã về đây trưng bày quả phẩm hiến lễ. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung không chỉ là lễ hội riêng của tín đồ đạo Cao Đài, mà còn là dịp để người dân Tây Ninh cùng hòa chung không khí nhộn nhịp của đại lễ và chiêm ngưỡng những vật phẩm phong phú, đặc sắc của nghệ thuật tạo hình bằng hoa quả.